Cao Xuân Huy và chuyện tháng 3 gãy súng, bài viết của tác giả Tử Năng Tiến được đăng trên Dân Làm Báo. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe sau đây. Tháng 3 năm 1975, lúc đang còn ở lứa tuổi đôi mươi, khi khổng khi không, ông Cao Xuân Huy, một cựu sĩ quan của binh chủng thủy quân lục chiến thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã từ vũ khí, bỏ súng đạn, rùa vị thế của một kẻ chiến bại để chấm dứt một cuộc chiến tranh đã triền miên tàn phá quê hương đất nước. Không chừng cũng là kỳ vọng hay ước mơ tiềm ẩn của Trung úy Cao Xuân Huy nói riêng và của cả nước nói chung. Sau đó, theo như lệnh của những người thuộc phe thắng trận, ông Cao Xuân Huy cầm cuốc, cuốc tới tấp, cuốc túi bụi, cuốc không ngừng, cuốc tưng bừng và cuốc liên tục rất nhiều năm trên những thửa đất vô phương canh tác ở nhiều trại cải tạo khác nhau. Điều này dường như không nằm trong dự kiến của cả nước nói chung và của học viên Cao Xuân Huy nói riêng. Cây cuốc, một nông cụ rất hữu ích và phổ biến kể từ khi loài người bắt đầu đời sống định canh cho đến hết thời Trung cổ, nếu được tận dụng và tiện dụng trong điều kiện đất đai và thời tiết lý tưởng, may ra mới có thể mang lại vừa đủ cơm áo cho chính bản thân người sử dụng. Còn dùng cái thứ cuốc cho tập thể làm chủ bằng hình thức lao động cưỡng bách trong điều kiện làm việc khắc nghiệt trên những cánh đồng quốc doanh theo những kế hoạch kinh tế cứng rắn và hoang tưởng vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 thì chỉ là một sự phí phạm nhân lực vô cùng tai hại và đáng tiếc. Nếu nói một cách bao dung, nói một cách khác chính xác hơn, đây là một phương cách trả thù hèn hạ đê tiện của những kẻ tiểu tâm. Bởi vậy, sau khi rời trại cải tạo, ông Cao Xuân Huy đã không đến những vùng kinh tế mới để tiếp tục cày cuốc theo ý muốn của những người thuộc phe thắng trận. Ông bỏ nước ra đi tháng 3 năm 1975. Không phải chỉ có một mình Trung úy Cao Xuân Huy bỏ súng. Sau đó, ông ta cũng không phải là kẻ duy nhất vượt biên. Ông chỉ là một trong hàng triệu người dân Việt trong cơn quốc biến, hốt hoảng, ù té, bỏ chạy hay đâm chầm ra biển, tứ tán lênh đênh, phiêu bạt khắp bốn phương trời. Giữa ông Cao Xuân Huy và phần lớn những người Việt tị nạn cộng sản khác chỉ có một chút dị biệt nho nhỏ. Sau khi bỏ súng, bỏ cuốc, thay vì cầm kềm, cầm búa hay một dụng cụ nhẹ nhàng nhưng thiết thực nào khác để kiếm sống nơi quê người đất khách, ông Cao Xuân Huy lại với ngay cây bút, một vật dụng mà hiệu quả trong việc mưu sinh vô cùng giới hạn và vẫn thường gây vô số chuyện phiền lòng cho khổ chủ. Dù vậy, ông Cao Xuân Huy vẫn viết hết lòng và trở thành một nhà văn Việt Nam lưu vong nổi tiếng, được nhiều người yêu quý. Trong suốt hai thập niên qua, dù ông viết không nhiều, là một độc giả của ông nên khi có dịp gặp gỡ, tôi đã lên tiếng phàn nàn: cha nội này làm biếng chết mẹ, uống thì nhiều mà viết chẳng bao nhiêu. Thì mày cũng vậy. Chúng tôi cùng cười ha hà và cũng tự hứa sẽ bỏ rượu để cầm bút một cách đàng hoàng, nghiêm chỉnh và chăm chỉ hơn. Cái tương lai gần này, tiếc thay, vẫn cứ hơi xa quá đối với tình trạng sức khỏe mong manh của Cao Xuân Huy trong thời gian qua. Sáng nay, tôi cầm tờ Người Việt mà bỗng thấy run tay. Ông Cao Xuân Huy, tác giả cuốn hồi ký tháng 3 gãy súng, qua đời chiều thứ Sáu 12 tháng 11 năm 2010 sau một thời gian bạo bệnh tại tư gia ở Lake Forest, California. Tại hải ngoại, ông Cao Xuân Huy từng cộng tác với báo Người Việt trong nhiều năm, cũng như với tuần báo Việt Thai. Ông nhiều lần làm tổng thư ký tạp chí Văn Học và chủ biên tạp chí này. Tuy hoạt động rất nhiều trong văn chương, ông ít khi tự nhận mình là nhà văn. Trong bài tựa hồi ký tháng 3 gãy súng, ông viết:
Tôi không phải là một nhà văn, mà tôi chỉ là một người lính, lính tác chiến đúng nghĩa của danh từ. Và những điều tôi viết trong quyển sách này chỉ là một câu chuyện thật 100% được kể lại bằng chữ. Nhà thơ Du Thủ Lê cũng viết rằng ông Cao Xuân Huy là một người luôn từ chối hai chữ nhà văn một cách thẳng thắn. Với đôi chút khinh bạc của một thủy quân lục chiến, binh chủng ông đã từng vào sinh ra tử suốt tuổi thanh xuân, cộng thêm 5 năm tù cải tạo. Ông Cao Xuân Huy sinh năm 1947 tại Bắc Ninh, Việt Nam. Ông đi lính năm 1968 là cựu trung úy đại đội phó đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến. Tại mặt trận Quảng Trị vào tháng 3 năm 1975, ông bị bắt làm tù binh và bị cầm tù 5 năm. Năm 1982, ông vượt biên và đến Mỹ năm sau đó. Năm 1985, ông in cuốn hồi ký tháng 3 gãy súng. 4 tháng trước khi qua đời, ông Cao Xuân Huy ra mắt cuốn Vài Mẩu Truyện do tạp chí Văn Học xuất bản. Tôi vốn ham chơi và hay thích đàn đúm với bạn bè. Khi không, nó bỏ đi ngang hông và ngang xương như vậy, thì tôi còn biết uống với ai và viết cho ai đọc nữa.